Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo quân đoàn trong Free Fire. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì giờ các bạn vào cho mình cái mục quân đoàn ở này, này. Các bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm vào tạo quân đoàn. Rồi bây giờ tới cái bước là phương thức phê duyệt nha, tự động phê duyệt thì ở đây mình sẽ chọn vào mở các bạn muốn đóng thì các bạn chọn vào đóng cấp thì để mặc định này các bạn cũng có thể bấm vào và chỉnh sửa lại thì uh, cái phần đây thì mình cũng sẽ để mặc định luôn sinh tồn xếp hạng thì các bạn bấm vào bạc 1 vàng 1 bạch kim 1 kim cương 1 hay là quyền thoại này thì các bạn cũng có thể chọn nha thì ở đây mình sẽ chọn là bạc đi tử chiến xếp hạng mình bấm vào mình chọn là bạc bạc 1 hết nha À trên đây mình chọn bạc mà nó để vàng rồi Rồi Thẻ quân đoàn Chỉ ba thẻ đầu tiên được thực hiện các bạn bấm vào cái dấu cộng đây Sau đó các bạn chọn nha Hoạt động phong cách và tinh thần này Thẻ ở đây mình sẽ lựa chọn hoạt động là 1 đến 3 ngày mỗi tuần Phong cách sinh tồn Tử chiến Tinh thần Bật mic và sự kiện online đó. rồi sau đó các bạn bấm vào xác nhận khẩu hiệu quân đoàn này thì ở đây nó để là chào mừng này thì mình sẽ đặt lại cái khẩu hiệu là quân đoàn à, siêu chiến nha mình đặt cái tên trên hấp dẫn một chút rồi ở đây nó có cái mục là gửi tuyển đồng đội qua kênh thế giới này. Các bạn muốn thì các bạn để nha. Còn các bạn không muốn thì các bạn có thể tắt đi. Đó. Mình sẽ tích vào là gửi tuyển đồng đội qua kênh thế giới. Rồi, sau đó các bạn chọn khu vực quân đoàn này. Các bạn bấm vào. Ở đây thì nó có Việt Nam thì mình chọn vào Việt Nam. Chiến địa là các bạn chọn tỉnh mình ở Quảng Ngãi thì mình sẽ chọn Quảng Ngãi nha Đây Quảng Ngãi Đây Rồi sau đó mình bấm vào xác nhận Rồi các bạn cũng có thể Đổ cái này Đổ cái biểu tượng quân đoàn này Mình sẽ dùng cái biểu tượng đây nha Còn những cái biểu tượng đây Thì khi nào mà quân đoàn của các bạn Đặt cấp 2, cấp 3 Và cấp 4 trở lên Thì các bạn mới có thể chọn những cái biểu tượng này rồi sau đó các bạn đặt tay độ này mình bấm vào mình sẽ đặt tay độ là à, ví dụ như là siêu chiến nha rồi sau đó mình bấm vào 5.000 vàng hay là 100 kim cương nè thì ở đây mình không có đủ kim cương nha mình có vàng thì mình sẽ bấm vào tạo quân đoàn với 5.000 vàng tên quân đoàn đã tồn tại thì các bạn có thể đặt lại mình có thể thêm ví dụ như là thêm một cái số gì đó 123 đi rồi mình bấm vào được vậy là mình đã tạo quân đoàn trong một file thành công bây giờ các bạn bấm vào cái biểu tượng hình tròn bánh răng ở ngoài này là biểu tượng cài đặt nha các bạn bấm vào để cài đặt quân đoàn nè đó đây là quân đoàn của mình các bạn cũng có thể chỉnh sửa lại này nha vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo quân đoàn trong một refile video của mình cũng dừng tại đây cảm ơn các bạn đã xem bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.